đứng trong cái bãi này nhỉ? Sao bạn Lucky Guy này thích nấp thế nhở? Alo chị. Hello. Em đã gì ạ? Ê, em vừa về được đúng một phút, đúng phút sau chị nhắn thì em về á. Dạ ạ. Ơi. Chị biết là đúng một phút sau chị nhắn em về không? Chị ăn thấy chưa? Thấy cái gì? Thấy chưa? Chị ấy lóc ạ. Thế lóc ạ, thấy ra. Hello thỏ phê cỏ nha. Chị đã mất não rồi. Ủa cứ một lần à? Mù chạy thẳng mặt Hunter chịu á. Luca dạy máy đúng nhanh rồi. Hưng sửa cổng trước. Chắc lục cái hòm. Đấy mình nhìn thấy luôn rồi mà. À, mắt mình hơi cận, mắt mình cận nhưng mà mình vẫn nhìn nhá, vẫn nhìn được nhá. Ừ. Nghe được sao? Mình thấy có chuyển động mà mình làm được.
Ôi nó trượt này. Hai giống nha. Hai, chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Trận 2 này thì mình đi rank ở map Chinatown. Spawn ở cái góc này thì mọi người thắng đối diện mọi người sẽ có người. Và trong cái khu này này sẽ có người. Nhưng mà người ta có thể chạy vị trí rồi nên là mình chỉ đi tìm thôi. Mình rào một cái rộng ở cái chỗ này. Trong cái nhà đôi này chắc chắn là có người này. Đấy, có dấu chân rồi. Các bạn đứng ở nhà đôi cũng có thể nhìn thấy mình luôn. See ya. Cú về rồi. Rồi, ăn pallet kìa. Ủa? Thằng postman vừa mới nhảy từ trên đầu mình xuống đúng không? Eo ơi, cứ thích jump scare hunter như thế. Hết hồn. Xe có cú rồi. Thì lại hơi lỗ tại vì mình đánh vào Merson mà. Có lẽ mình chủ động đánh vào Merson luôn á, tại vì là Merson thì cứ không mất máu. Rồi thì bạn bắt cú rồi. Thằng Sia bây giờ mình không ban nữa nha mọi người, mình thả đấy. Kể cả chơi Madame hay chơi cái mình vẫn thả Sia và thay vào đó thì mình ban chủ tế với QC. Thì cơ bản là con cú của Sia bây giờ khá là dễ counter. Các bạn chỉ cần bait là 8 giây sau nó chả có cú nữa. Nói chung là chỉ có tác dụng trong cái lúc mà truy đuổi thôi. Còn cái khi mà về late game rồi thì đương nhiên là con cú sẽ có giá trị khác. Bởi vì nhiều khi là mình sẽ không có để ý là có cú hay không ấy. Nói chung là nhiều khi mình sẽ không có để ý được. Ô, rút nước thế mà trượt kìa. No, bộp đấy. Bossman đi cứu mà lục, còn Merson đi cứu hai lần phun máu. Nhưng mà mình lời về chỗ đó, bây giờ mình treo thằng Sia lên, sau đấy mình treo Bossman lên. Còn hai máy, khả năng cao là không kịp. Em ba mơ có hòm nhưng mà không vẽ cho Bossman à. Chắc là chưa nhìn được mặt. Có cái hầm nhưng mà mang xuống thì hơi xa, cho nên mình sẽ mang về cái ghế bên đây. Bossman hình như là giải máy góc kia thì phải. Alo đờ. Đó, ừ, em mơ. Đứng thế thì bên kia, bây giờ mình có thể bỏ ghế này mình đi dí luôn vào em mơ cũng được. Hai FK à? Rồi bạn, hai FK đúng lúc quá. À nhưng bạn này có hòm, treo lên thì vẫn có thể dùng hòm được. Bên kia thì cứ free. Đứng thế trận này cứ 3 lần không mất máu. Đấy, bạn ấy dùng hòm ở xa. Nhưng mà mình có thể mình ép được cái hòm. Trận này còn tận hai máy. Sia cay đầu hơi dở, với cả đầu trận Postman với Sia là ở cùng một chỗ mọi người. Postman với Sia ở cùng một chỗ. Cho nên là dí một gần như là dí một kiểu được hai, không có người đập máy, máy trận bị chậm. Thế mình cũng thuộc sơ cái spot ở cái map này rồi nên mình biết là cái chỗ đấy chắc chắn là có người, thì bạn đã chạy vị trí ra lại ra đúng vào cái chỗ khác. À, ra vào đúng vào cái chỗ nhà đôi mà mình đang kiểu mục đích của mình dí ra đấy, nên là hai người ở đấy luôn. Rồi giờ thì xuống hầm nè.
còn một máy thôi. Nói máy chậm nhưng mà tính ra thì vẫn nhanh ý. Máy dùng nên như thế. À không, máy không dùng. Mình mới cam cẩn thận. Thắng dễ hoặc không thì có thể vẫn bị gram 3 người. Tốc độ đập máy này thì không có đứa nào bị đi búp cả. Đấy, máy đây, máy đây, máy đây, máy đây. Bây giờ mình bỏ cái hầm này thì mình sẽ hơi phí. Ô, nhưng mà hai bạn đây không ai đi cứu, Linh Thê không đi cứu à? Linh Thê phải chủ động đi sớm chứ. À, có khi các bạn định ép máy để program hai người luôn. Không vào kịp, Linh Thê giờ không vào kịp nữa. Ô. Tự nhiên mình không phải cam cái hầm. Còn đấy mình cam hầm với hai bạn ấy, mình thấy hai bạn ấy có vẻ là muốn ép vào cái máy đấy để program luôn. Nhưng mà program luôn thì vẫn sẽ là một kết quả thua, tại vì là mình có mang cái nhánh soi người khi mà program ấy, thì mà khi mà program máy mình thấy hai người chạy bên này không ai cứu thì mình sẽ ra mình bắt thôi. Nói chung là xuống cái hầm đấy là khả năng cao là mãi là phải hiến, trừ khi là máy program rồi thì Linh Thê có thể xuống cứu luôn. Nhưng mà con cá cam hầm thì dễ mà ấy lắm, dễ mà gục trước khi lên được hầm đó, hoặc là vừa lên vừa gục luôn. Chung quy lại là cá xuống hầm vẫn là một cái gì đó khá đáng sợ. Trận này em mơ AFK một xíu ở đấy. Đúng lúc ghê. Đúng lúc Hunter ra. Hầm ở đây à? À không, cái Linh Thê ở đâu ta? Mình vừa nghe dấu tai, mình cũng đoán ở góc đấy nhưng mình tìm không được. Ờ rồi, ok, để hầm được rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye bye.